chào các bạn hôm nay tôi xin được chia sẻ với các bạn về chủ đề thói quen của người giàu và thành đạt tôi tin rằng chúng ta đều có một ước mơ chung đó là muốn thành công trong cuộc sống và để đạt được mục tiêu này chúng ta cần học hỏi và áp dụng những thói quen của những người giàu và thành đạt thứ nhất những người giàu và thành đạt luôn có một mục tiêu rõ ràng họ biết chính xác họ muốn gì và họ tập trung vào nó thay vì mơ mộng về một tương lai không rõ ràng họ tạo ra một kế hoạch rõ ràng để đạt được mục tiêu của mình thứ hai họ có thói quen học hỏi và cải tiến bản thân những người giàu và thành đạt không bao giờ ngừng học hỏi họ đọc sách tìm kiếm thông tin học từ kinh nghiệm của người khác và luôn cố gắng để trau dồi kiến thức và kỹ năng của mình thứ ba những người giàu và thành đạt luôn tập trung vào giá trị họ biết rằng để đạt được thành công họ cần tạo ra giá trị cho người khác Họ đặt mục tiêu giúp đỡ và cung cấp giá trị cho khách hàng, đồng nghiệp và cộng đồng. Thứ tư, những người giàu và thành đạt có thói quen tích cực. Họ luôn tập trung vào những khía cạnh tích cực trong cuộc sống và tìm cách để tạo ra những trải nghiệm tích cực cho chính mình và người khác. Họ luôn tin tưởng vào khả năng của mình và tìm cách để giữ một tâm trạng tích cực trong bất kỳ tình huống nào. Thứ năm, những người giàu và thành đạt tập trung và kiên nhẫn họ tập trung vào mục tiêu của mình và không bị phân tâm bởi những điều không quan trọng. Họ có khả năng kiên nhẫn và chịu đựng những khó khăn để đạt được mục tiêu của mình. Họ biết rằng thành công không đến từ sự nhanh chóng mà là kết quả của lòng kiên trì và sự cố gắng không ngừng. Cuối cùng, những người giàu và thành đạt có thói quen quản lý tài chính thông minh. Họ biết rằng để trở nên giàu có và thành đạt, họ cần quản lý tài chính của mình một cách thông minh và có kế hoạch họ không tiêu tiền vô nghĩa và luôn tìm kiếm cách để đầu tư và tăng thu nhập để kết thúc video của tôi tôi muốn khuyên mọi người rằng để đạt được thành công và trở nên giàu có chúng ta cần học hỏi và áp dụng những thói quen của những người giàu và thành đạt hãy tập trung vào mục tiêu của mình học hỏi và cải tiến bản thân tập trung vào giá trị tích cực và kiên nhẫn và quản lý tài chính thông minh tôi tin rằng nếu chúng ta làm được điều đó chúng ta sẽ đạt được thành công trong cuộc sống và trở nên giàu có và thành đạt cảm ơn các bạn đã lắng nghe